Đó là một khúc dạo đầu của nhạc phẩm được mang tên Đoạn Buồn Cho Tôi của Tố Nhi. Xin mời tất cả anh chị và tất cả các bạn cùng lắng nghe.
Bác Linh xin cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe và cũng xin cầu chúc các anh chị được nhiều sức khỏe. Nhưng anh chị hãy nhớ khi xem video của bác Lê, nhớ đăng ký cho bác Lê một like nhé. Bác Lê xin thành thật cảm ơn rất nhiều.